Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị rút ngắn thời gian kỳ điều hành giá xăng dầu. Chưa thống nhất được mức bồi thường với cây cao su, các dự án tây Đồng Nai bị ách tắc. Bình Định tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống. World Cup 2022 các loạt trận tại bảng A và B đêm qua và rạng sáng nay. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng cho phép rút ngắn thời gian kỳ điều hành giá xăng dầu còn 3 đến 5 ngày kể cả ngày nghỉ thay vì 10 ngày như hiện tại. Hàng loạt kiến nghị nhằm gỡ khó cho thị trường xăng dầu vừa được Ủy ban nhân dân thành phố gửi đến Thủ tướng trong hôm qua. Theo đó, thành phố đề xuất Thủ tướng chấp thuận cho Liên bộ Công thương Tài chính chủ động quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu trong trường hợp cần thiết như giá xăng dầu biến động bất thường ảnh hưởng kinh tế xã hội Hiện thời gian điều hành xăng dầu theo quy định là ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, thành phố cho rằng quy định hiện hành không còn phù hợp trước biến động của thế giới. Hệ quả là từ ngày 1 tháng 10 đến nay, tình trạng bán hàng gián đoạn do tạm hết xăng liên tục kéo dài tại thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày có từ 9 đến 20% cửa hàng thiếu hụt xăng. Dù doanh nghiệp nỗ lực nhưng có tình trạng thương nhân không chủ động nhập hàng để kinh doanh vì ngại thua lỗ dẫn đến thiếu nguồn hàng cung cấp cho hệ thống phân phối. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, hiện địa phương có hàng chục dự án hạ tầng giao thông, khu tái định cư, khu công nghiệp phải thu hồi đất cao su. Tuy nhiên do chưa thống nhất được mức bồi thường với cây cao su nên các dự án bị ách tắc và chưa giải phóng được mặt bằng. Trước đây, với các dự án thu hồi đất cao su của doanh nghiệp, mỗi hecta cây cao su bồi thường khoảng 600 triệu đồng, còn đất thì không phải bồi thường. Tuy nhiên, năm 2019, khi tỉnh áp giá này để thu hồi khoảng 2.000 ha đất có cây cao su phục vụ sân bay Long Thành, thì kiểm toán nhà nước cho rằng mức bồi thường quá cao, phải tính toán lại. Từ đây, hàng loạt dự án liên quan đến đất cao su bị ách tắc. Trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án giao thông trọng điểm cấp quốc gia, cấp tỉnh đang triển khai. Các cơ quan trung ương cần sớm hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắt trong bồi thường đối với cây cao su, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án. Chiều 21 tháng 11, phiên xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và các đồng phạm được tiếp tục với phần xét hỏi. Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử bị cáo Cao Minh Quang thừa nhận đặt thiếu kiểm soát trong kiểm tra giám sát hợp đồng của công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. Bị cáo Cao Minh Quang bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo biết rõ công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long chưa thanh toán số tiền gần 3 triệu 848 000 đô la Mỹ cho công ty Mambo. Trong khi đó, Bộ Y tế đã thanh toán toàn bộ số tiền hơn 143 tỷ đồng theo hợp đồng đã ký với công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. Bị cáo đã không làm hết chức trách nhiệm vụ được giao để cho công ty Cửu Long giữ lại khoản tiền hơn 3,84 triệu đô la Mỹ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Trước cáo buộc này, bị cáo Cao Minh Quang thừa nhận một phần trách nhiệm. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng sai phạm của mình không trực tiếp làm thất thoát tiền của nhà nước mà là do công ty dược Cửu Long cố tình che giấu và lập lờ hồ sơ. Sai sót của bị cáo là do nhận thức hạn chế vì cho rằng lĩnh vực tài chính có bộ phận khác phụ trách, thứ trưởng khác phụ trách. Cấp dưới của bị cáo Cao Minh Quang là bị cáo Nguyễn Diệt Hùng đã thừa nhận cáo buộc của viện Kiểm sát vì không chỉ đạo kiểm tra trực tiếp sổ sách, kế toán, báo cáo tài chính và hạch toán số tiền 3,84 triệu đô la Mỹ. Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố quy nhơn. Trong ngày 21 tháng 11, ngay khi nước rút, lực lượng vũ trang bình định đã phối hợp với chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến trụ sở ủy ban nhân dân phường gành ráng thành phố quy nhơn để hỗ trợ cào dọn bùn non, chà rửa bàn ghế, dọn dẹp, phân loại lại hồ sơ tài liệu bị ướt nhằm sớm đưa trụ sở vào hoạt động trở lại. Huy động 50 cán bộ chiến sĩ xuống UBND phường để hỗ trợ các lực lượng chức năng để dọn dẹp, để ổn định, để làm việc trở lại. Còn tại khu phố 2, phường Gành Ráng, bùng non bám dày đặc khắp các tuyến đường, có đoạn dày hơn 20cm gây khó khăn cho việc đi lại. Người dân đã chủ động thu gom để thông tuyến. Nhiều nhà dân đây, nước tràn vô trong nhà, đồ đạc ướt hết. Số hộ dân trong chợ là không dọn kịp ảnh hưởng thiệt hại vô cùng lớn. Dự báo mưa to sẽ kéo dài đến hết ngày 22 tháng 11 nên tình trạng ngập nặng vẫn có thể tái diễn. Người dân phải hết sức đề phòng, chủ động ứng phó để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại. Trạng sáng qua tại thủy phận tiếp giáp với xã Bình Đức, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang một vụ bơm hút cát lòng sông trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ghe cây không biển kiểm soát có tải trọng trên 20 tấn, đang bơm hút cát lòng sông trái phép. Trên ghe lúc này có Võ Văn Diễn sinh năm 1996, ngụ huyện Mỏ Cày Nam và Lâm Quốc Khánh sinh năm 1999, ngụ huyện Châu Thành là người làm thuê. Tiến hành đo đạc, công an phát hiện trên ghe có trên 21 mét khối cát sông. Tiếp đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, cũng tại khu vực trên, Tổ công an huyện tiếp tục bắt quả tang tàu sắt do Đỗ Văn Tâm và Đào Văn Hơn cùng ngụ xã Phú Túc điều khiển đang hút trộm các sông. Tổng khối lượng cát hai đối tượng hút trộm tại thời điểm bị phát hiện là trên 15 mét khối. Công an huyện Châu Thành đã bàn giao các đối tượng và phương tiện cho công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục xử lý theo quy định. Ngày 21 tháng 11, tại khu vực biển gần chợ Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, ngư dân đã giải cứu thành công một chú cá heo bị mắc cạn. Sau đó, vào lúc sáng sớm cùng ngày, một con cá heo nặng khoảng hơn 35 kg bị mắc cạn. Nhận thấy vậy, anh Nguyễn Hữu Tuấn, anh Vũ Hữu Khoa và anh Quốc Tuấn Anh đã chạy bè mạng ra đưa con cá heo ra vùng nước sâu hơn kịp thời. Sức khỏe của nó vẫn bình thường và ngay sau đó bơi ra xa. Trước đó, ngày 19 tháng 11, con cá heo xuất hiện quanh quẩn nhiều giờ tại vùng biển gần cảng Cô Tô. Có thể con này đã lạc đàn khi đi kiếm ăn. Sự xuất hiện của nó đã thu hút đông đảo người dân đến xem. Đây là lần thứ hai cá heo xuất hiện tại vùng biển này trong năm nay. Chính quyền địa phương cũng thông báo, khuyến cáo người dân khi thấy cá heo xuất hiện, tuyệt đối không nên đến gần hoặc trêu đùa quá kích, khiến chúng hoảng sợ, đuối sức. Tesla, hãng sản xuất xe điện của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk vừa tiếp tục thông báo cho biết đã thu hồi hơn 300.000 xe tại thị trường Mỹ để sửa chữa do có vấn đề về đèn hậu. Trong tài liệu gửi Cục Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ, Tesla cho biết trong một số trường hợp hiếm gặp, đèn hậu của xe sáng không đều do sự cố phần mềm. Tuy nhiên, đèn phanh, đèn phụ và đèn xi nhan không bị ảnh hưởng. Tesla giải thích đã được các khách hàng chủ yếu bên ngoài nước Mỹ cảnh báo về vấn đề này vào cuối tháng 10. Đến nay thì hãng chưa nhận được thông tin về bất kỳ sự cố hoặc thương tích nào có liên quan đến vấn đề này. Trong phần sau, đi xe máy đến giữa cầu Sài Gòn, người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống sông mất tích. Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu cháy như ngọn đuốc trên quốc lộ 2C. Va chạm giao thông khiến giao thông trên đường Trần Văn Dầu ủng tắc trong nhiều giờ vào cuối giờ chiều qua. Nhiều xe máy phải chạy ngược chiều, xe ô tô, xe buýt quay đầu tìm lối thoát. Theo thông tin ban đầu, hơn 15 giờ chiều, xe tải và ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều trên đường Trần Văn Dầu hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An khi đến giao lộ đường Trần Văn Giàu, Võ Văn Vân, quận Bình Tân giáp với huyện Bình Chánh, hai xe va chạm hư hỏng. Tại hiện trường, hai xe nằm chắn giữa đường khiến giao thông qua khu vực bị cản trở. Càng về chiều, lượng phương tiện đổ về quá đông gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều xe cứu thương kẹt trong dòng phương tiện ùn ứ không thể di chuyển. Hơn 17 giờ cùng ngày, các lực lượng vẫn đang nỗ lực phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực. Điều khiển xe máy đến giữa cầu Sài Gòn, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông. Vụ việc xảy ra vào trưa qua và đang được lực lượng chức năng điều tra. Chứng kiến vụ việc nhiều người lao đến ngăn người phụ nữ nhưng bất thành, người phụ nữ chớ giới trong dòng nước dài dây rồi chìm dần, mất tích. Tại hiện trường, nạn nhân để lại một xe máy, trên xe treo một bịch đồ dùng cá nhân. Vụ việc làm cầu Sài Gòn xảy ra ách tắc cục bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn. Tuy nhiên do dòng nước chảy xiết, sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn không thấy tung tích nạn nhân, đến 15 giờ cùng ngày công tác tìm kiếm kết thúc. Sáng thức dậy, người nhà phát hiện nam thanh niên ở Bình Phước tử vong trong tư thế treo cổ trên cây bên hồng nhà. Vụ việc xảy ra vào hôm qua, nạn nhân là Điểu Ten, 25 tuổi, ngụ thị xã Bình Long. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ, người nhà anh Diệu Tàng, 25 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, phát hiện sự việc trên. Nạn nhân tử vong từ trước đó. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra và làm rõ. Xác minh ban đầu, trước đó tối 20 tháng 11, nam thanh niên này có tổ chức ăn nhậu với một số người bạn trên địa bàn. Đến khoảng 21 giờ, ten về nhà mắc võng ngủ ngoài sân trước nhà. Đến sáng cùng ngày, người thân phát hiện anh đã tử vong trong tư thế treo cổ cách vị trí ngủ khoảng hơn 3 mét. Cũng tại Bình Phước vào tối qua, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường DT741 đoạn qua khu huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, thì khoảng 19 giờ, người đàn ông khoảng 40 tuổi ngụ tỉnh Bình Phước điều khiển xe máy lưu thông hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh đến thị trấn Tân Phú, bất ngờ tông vào đuôi xe container kéo theo rơ móc đang dừng đậu bên phải đường phía trước. Cú tông mạnh khiến người đàn ông và xe máy bị văng dội ngược trở lại. Người đàn ông bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, chiều qua một nam thanh niên được người dân phát hiện cháy như ngọn đuốc trên quốc lộ 2C, đoạn qua cầu Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nghi do tự thiêu. Nhiều người dân đã tham gia dập lửa để cứu nạn nhân. Thời điểm trên, người dân đi ngang qua khu vực này khi phát hiện sự việc liền hô hoáng để kêu gọi ứng cứu. Nhiều người xung quanh đã lao vào dập lửa. Khi lửa được dập tắt thì nạn nhân nằm bất động. khi nhận tại hiện trường, nạn nhân bị cháy xém, nồng nặc mùi xăng. Theo một số người dân, nạn nhân đi bộ tới khu vực trên thì tự thiêu và không phải là người dân địa phương. Lực lượng y tế đã có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt để lấy lời khai nhân chứng, đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân và truy tìm danh tính nam thanh niên. Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng sáng qua đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Hùng, 41 tuổi, trú trên địa bàn với hành vi trộm cắp tài sản. Với nhiều tiên án tiền sự thì kẻ trộm này còn manh động tấn công lại người dân khi phát hiện vụ việc. Trước đó, khi đang cậy cửa phòng trọ thì Hùng bị một thanh niên tạm trú cùng giải trọ phát hiện tri hô. Hùng liền nhặt đá ném vào người tri hô, sau đó lấy laptop và lên xe máy bỏ trốn. Nhận tin báo, công an quận Liên Chiểu truy xét tìm đến phòng trọ của Hùng ở sát chân núi Khánh Sơn, nhưng Hùng không có ở đó. Đến ngày 17 tháng 11, đối tượng vừa về phòng trọ thì bị công an quận bắt giữ. Hùng khai nhận sau khi ra tù không về địa phương mà sống lang thang tiếp tục đi trộm cắp. Hắn mua xe máy và gắn biển số giả để đi trộm cắp. Đối tượng này thường xuyên lui tới các phòng trọ sinh viên, công nhân để trộm cắp tài sản. Công an tiếp tục mở rộng điều tra, Hùng khai nhận còn gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản khác trị giá tài sản trộm gần 200 triệu đồng. Thế giới có gì là nội dung chính trong phần tiếp theo? Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ cháy kho hàng tại trung tâm thủ đô Nga. Thủ tướng Mỹ và Canada nỗ lực phục hồi quần thể bò rừng bison ở Bắc Mỹ. Truyền thông Nga ngày 21 tháng 11 đưa tin ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ cháy kho hàng xảy ra trước đó một ngày ở quảng trường Kosmoskaya tại trung tâm của thủ đô Moscow. Vụ cháy xảy ra gần ngày 20 tháng 11 gần 3 ga đường sắt nối thủ đô với các thành phố lớn. Theo cơ quan tình trạng khẩn cấp Nga, đám cháy bùng phát tại nhà kho hai tầng. Đến tối cùng ngày thì vụ hỏa hoạn đã được dập tắt. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết hiện vẫn đang xác minh số nạn nhân trong vụ việc. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn là do vi phạm các tiêu chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ. Các nhóm thổ dân ở Mỹ và Canada đang nỗ lực nhằm phục hồi bò rừng Bison trên khắp Bắc Mỹ. Điều này diễn ra hơn một thế kỷ sau khi những người định cư châu Âu đẩy giống loài này đến chỗ gần như tuyệt chủng. Tại công viên quốc gia Badlands ở South Dakota, bò rừng bison luôn có sức sống mạnh mẽ. Chúng từng rong rủi khắp vùng đồng bằng lớn của Bắc Mỹ, lên tới hàng chục triệu con. Chúng từng là nguồn sinh kế chính cho các thổ dân sống ở đây trước khi các thực dân châu Âu kéo đến và phá hủy sự cân bằng ấy khi họ tàn sát các đàn bò rừng lớn và dùng các bộ phận của chúng cho máy móc, phân bón và trang phục. Tuy nhiên, các nhóm thổ dân đã quyết tâm phục hồi các đàn bò rừng bison hoang dã trên những vùng đất của người Mỹ bản địa. Như hội đồng bò rừng liên bộ tộc chẳng hạn, họ vận chuyển bò rừng bison tới các bộ tộc cần đến chúng để tăng cường cho một đàn bò sẵn có hay để gây dựng một đàn mới. Số lượng bò rừng ấy đã phát triển trong những năm gần đây cùng với mong ước của những người Mỹ bản địa là phục hồi quần thể một loài vật vốn đã đồng hành cùng tổ tiên của họ trong suốt hàng thiên niên kỷ. Với đôi tay tạo hình điêu luyện cùng niềm đam mê lớn với đồ thủ công mỹ nghệ, một họa sĩ kiêm nhà thiết kế đồ họa người Ai Cập đang khiến cộng đồng mạng ngây ngất với nhiều vật dụng trang trí nhà cửa bắt mắt và đầy màu sắc. Điểm cộng của những vật trang trí này là chúng được làm hoàn toàn từ các vật liệu tái chế, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Emad Hamdi Saban, năm nay 41 tuổi, đã tập luyện thiết kế và làm đồ thủ công từ khi còn rất trẻ nhờ kỹ thuật thuần thuộc và kinh nghiệm tích lũy ông tận dụng thành công các vật liệu như giấy bị cứng và bọt biển đã qua sử dụng để chế tạo bột tạc tượng và các mô hình trang trí tái chế rác thải nên được xem là một loại hình nghệ thuật và chúng ta nên khuyến khích nhiều nhân tài theo đuổi loại hình này hơn để phát triển sản xuất các tác phẩm từ rác thải góp phần bảo vệ môi trường chúng ta có thể bắt đầu bằng cách mở những buổi hướng dẫn làm tác phẩm nghệ thuật tái chế tại các trường học Mục đích của ông là truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời tạo thêm thu nhập cho gia đình bằng cách bán các tác phẩm của mình trên các nền tảng trực tuyến. Tại thành phố New York, Mỹ đang diễn ra một triển lãm nghệ thuật kết hợp giữa tranh vẽ và thư pháp, thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách. Đây là các tác phẩm của một nữ họa sĩ người Iran đến từ thủ đô Tehran. Bà Gunas năm nay 50 tuổi, và có tình yêu mãnh liệt với việc viết lách, yêu thích học hỏi các loại chữ viết trên thế giới, đặc biệt là chữ tượng hình. Tôi không quan trọng việc phải hiểu được ý nghĩa của các con chữ. Điều làm tôi bị mê hoặc là hình thức của chúng. Tôi đã tập để có thể cảm nhận các con chữ ở dạng tinh khiết nhất là hình thù, thay vì ý nghĩa. Triển lãm mang tên Con đường phía trước, phản ánh mối liên hệ cũng như tình cảm của bà dành cho quê nhà. Một số tác phẩm tập trung tái hiện các dãy núi xung quanh Tehran cùng nhiều khung cảnh hùng dĩ nổi bật khác tại thành phố. Các tác phẩm này được bà tạo ra trong thời kỳ đại dịch diễn biến phức tạp. Bà cho biết những thời điểm khó khăn cũng giúp người nghệ sĩ sáng tạo hơn. Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, một chiếc xe SUV đã lao thẳng vào một cửa hàng Apple tại thị trấn Hình Hầm thuộc bang Massachusetts, Mỹ, khiến ít nhất là 17 người thương vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương. Tính đến hiện tại thì có một người đã tử vong và 16 người khác bị thương, trong đó có một số nạn nhân được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát trưởng tại thị trấn cho biết ở thời điểm hiện tại họ không thể cập nhật tình trạng chính xác hoặc tiết lộ tên của các nạn nhân. Các đơn vị phản ứng nhanh cho biết một số người đứng trước cửa hàng cũng đã bị xe ép sát vào tường. Tài xế của chiếc xe đã bị bắt giữ và giới chức địa phương đang tích cực điều tra vụ việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.